chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ Hà Nội. Alo, xin chào bạn ạ. Chị ơi, em muốn đặt câu hỏi là em có yêu một người này ạ, là người đã có gia đình rồi ạ. Okay. Thì tụi em yêu nhau là đến giờ là được 13 tháng rồi ạ. Trước kia thì em có yêu một người đã có gia đình gọi cung, nhưng mà hai anh cùng là thầy giáo ấy ạ. Thì có một người thầy giáo đấy yêu em. Thì em yêu, tụi em yêu nhau xong thì tụi em lại chia tay rồi. Và cái thầy giáo này là thầy giáo chủ nhiệm của em. Nghĩa là bọn em hay đi chơi, tâm sự, trò chuyện với nhau đấy. Có một hôm thì anh ấy bày tỏ tình cảm với em thì em đã từ chối rồi. Nhưng sau đấy 5 tháng thì em suy nghĩ và chúng em nhận lời ạ. Nhưng mà lúc đấy là em không biết là anh ấy có đứa con thứ hai ấy. Em vẫn nhận lời anh ấy. Thì anh ấy nói là em cho anh ấy 3 tháng để anh ấy giải quyết với vợ ấy. Thì em vẫn chờ đợi, em tin tưởng mà, vì anh ấy là thầy giáo của em. Vâng. Sau khi mà em nhận lời được 2 tháng thì anh ấy mới nói cho em biết là có đứa thứ hai. Và anh ấy nói là anh xin em là để cho mẹ tròn con vuông thì anh ấy giải quyết. Em chấp nhận là tụi em quan hệ rồi. Anh ấy nói thì anh ấy vẫn rất là tha thiết, đến ngày nào anh cũng gọi điện ấy. Tụi em nói chuyện suốt ngày thôi, ngày nào cũng thế. Kể cả đến lúc mà vợ anh ấy sinh rồi ấy, anh vẫn cứ ra nhà em, vẫn cứ nói chuyện với em, vẫn cứ ngày nào cũng gọi, vẫn quan tâm bình thường. Thế bây giờ vợ anh ấy sinh con đã được bao lâu rồi ạ? Dạ, vợ anh ấy sinh được 11 tháng rồi chị ạ. Vâng. Con thứ hai của anh ấy cũng được 11 tháng. Tuy nhiên thì chuyện tình cảm của hai bạn cũng chưa có cái gì là rõ ràng. Và anh ấy cũng chưa dứt khoát gì với vợ của mình, đúng không ạ? Dạ, vâng ạ. Chuyên gia Đinh Đoàn của chúng tôi đã ngồi trong phòng thu và biết câu chuyện của bạn. Bây giờ thì anh sẽ chia sẻ với bạn ạ. Xin mời anh. Chào em. Em ơi, đấy là thầy dạy phổ thông hay thầy dạy đại học của em? Dạ, thầy dạy phổ thông của em ạ. Thầy dạy phổ thông à? Em học lớp mười mấy rồi? Anh ơi, bây giờ em cũng là ra trường rồi ạ, em đi làm rồi ạ. Thế à, tức là cái thầy, hai cái thầy kia đều là trong trường phổ thông cả đúng không? Vâng. Bây giờ thì em mong muốn cái gì? Hôm kỷ niệm 13 tháng đấy thì bọn em vẫn đi, vẫn quan hệ, vẫn nói chuyện, vẫn tình cảm với nhau bình thường đấy. Thì đến hai hôm sau thì anh ấy lại khóa số của em, anh ấy nói, em gọi thì anh ấy không nghe. Anh ấy bảo là tại em nói cái gì với người yêu trước để mà bây giờ thành ra như thế này, để mọi người biết chuyện của em với anh ấy. Em ơi, thế này này, anh ấy có vợ, anh ấy đang sống hạnh phúc, anh ấy làm thêm với em thôi. Và cái việc làm thêm này chỉ muốn bí mật. Tự nhiên em lại khoe với một thầy nữa ở trong trường rằng là trước không đây ạ. Không cái ạ, thầy là bọn cũng... em không nói với anh kia là em khoe như thế nào cả, mà em cũng không hề, em chỉ trêu anh ấy là em nói cho anh kia thôi. Cho nên là các thầy trong trường thì có thể có nổi máu ghen, và nhân đó thì có thể nó ảnh hưởng tới cái công việc cũng như uy tín danh dự của anh, cho nên anh ấy muốn khóa số. Nhưng thật sự thế này này, bây giờ em đừng chìm đắm vào cái chuyện rằng là anh nào với anh nào nữa. Em có lẽ em phải nhìn thẳng vào sự thật là mình bị lợi dụng thôi. Chả có cái anh nào mà anh ấy một con hai con rồi đang đàng hoàng tử tế lại bỏ vợ bỏ con để đi lấy một cái cô học trò mà đã cứ hết với thầy này lại đến với thầy kia. Mình phải biết mình là ai chứ, đúng không? Không ai người ta dạy gì đâu, đàn ông người ta cũng ấy. Thì đây là em tiếc rằng em ngây thơ, em cả tin, và cũng vì quá yêu cho em cứ hy vọng tin tưởng. Thế cho nên anh ấy nói rằng là để cho anh ấy mẹ tròn con vuông. Bây giờ con anh 11 tháng rồi, nếu em có gả gẫm anh rồi để cho con anh nó tròn 3 tuổi cho nó vững chãi, đúng không? Thế rồi em cũng tin, em chờ đợi. Rồi đến lúc là bảo thôi để cho con anh nó đi học cho nó ổn định, chứ bây giờ nó còn bé quá. Cứ như thế thì mình mang cái cuộc sống của mình ra để mình đánh đổi chờ đợi chẳng được một cái điều gì. Thì trong trường hợp này này, không phải cái chuyện cứ rằng có anh cũ, anh mới, anh nọ, anh kia, mà với anh nào thì mình cũng là cái người mà đang chỉ bị lợi dụng thôi. Chứ còn thì mình không có cái giá trị lớn gì lắm trong cái cuộc đời của người ta cả. Đấy, đấy mới là mấu chốt mà em cần phải nhìn. Và khi đã biết được thế rồi thì mình biết cần làm gì. Các bạn thân mến, Tổng đài Ánh Dương 19006802 với các chuyên gia giàu kinh nghiệm và tâm huyết của chương trình phát thanh Cửa sổ tình yêu luôn chờ đợi để được giúp đỡ các bạn giải đáp thắc mắc về cuộc sống tình yêu, hôn nhân, sức khỏe sinh sản và giới tính. Các bạn hãy xóa bỏ ngại ngần để gọi cho chúng tôi 19006802. Chúng tôi luôn sẵn sàng để lắng nghe các bạn. 19006802, số điện thoại bạn hãy luôn giữ bên mình bạn nhé. Bình thường thì bọn em 13 tháng rồi á, thì kể cả những ngày mà kể cả vợ anh ấy ở nhà ấy, ở nhà riêng, nhưng mà anh ấy vẫn đi qua đêm với em, hay là hoặc là những ngày kia như là tâm sự rất là thật ấy. Ôi giời ơi, anh ấy dối hay là anh ấy giấu đâu, em cũng nhờ em hỏi một số bạn bè xem là có thật anh nói như thế không, thì đúng như những gì mà anh nói với em, chứ anh cũng gọi là lừa dối hay là gì đâu ạ. Thì anh nói thật là anh vợ rồi mà anh chán vợ, mà em thì trẻ trung vợ ở bên cạnh em, anh mới thấy rằng có tình yêu trỗi dậy, còn vợ anh ấy chán lắm rồi, chẳng qua chỉ vì trách nhiệm thôi, chứ còn thì lâu lắm rồi vợ chồng anh không có gần gũi, chẳng có quan hệ gì cả, đúng không? Và thương anh ấy lắm, đúng không? Vâng. Thế thì mình là cái chỗ lấp chỗ trống.
trong lúc mà anh ấy chán vợ hoặc là thấy nó nhàm với cuộc sống thì đấy, mình lại biết mình ở chỗ ấy như thế. Ngay cả người ta có vợ rồi người ta cũng có thể đi với này, những người mà không có tình cảm nữa cơ mà, người ta còn đi mua cơ mà. Anh ấy bảo là thì em cũng không biết gì nhiều về chuyện đấy, thì em có nói với anh ấy là thế anh và em cũng hỏi là thế ở nhà thì có làm gì có lỗi không, thì anh bảo là khi mà đã không có tình cảm thì người ta không thể làm chuyện đấy được anh ạ. Thế mà em cũng tin hả? Thì tại em cũng không biết nhiều về cái chuyện đấy nên là anh ấy nói thì không biết nhiều thì phải lắng nghe. Thế bây giờ ví dụ như là em có chấp nhận rằng là anh ấy vẫn cứ có vợ có con và cái thỉnh thoảng lại tuần lại gặp mình 2-3 lần và để được mang lại tình cảm cho anh ấy, còn anh ấy thì nhịn với vợ anh vì nó không có tình cảm, em có chấp nhận thế không? Không. Ừ, không thì mình phải biết, mình rút lui chứ, mình lại cứ mang cái thân mình ra để cho anh ấy cảm thấy được có cảm xúc, còn ở nhà anh ấy không có gì đấy thì chẳng phải anh ấy mà rồi sẽ có nhiều người khác sẽ lợi dụng em, cho nên ở đây là vấn đề là em quá ngây thơ mà cũng quá tin tưởng nhá. Mình phải biết mình đi, mình biết mình ở chỗ đứng ở đâu và biết mình là muốn gì. Chứ còn nếu muốn chỉ được nghe những lời tử tế và lâu lâu lại được anh ấy đưa đi xong ngủ một cái thì em cứ duy trì, nhưng mà phải lưu ý rằng hậu quả em sẽ lĩnh, nó sẽ rất nặng nề. Đấy là vợ anh chưa biết, chứ vợ anh mà biết thì rồi những cái chuyện đánh ghen lùm xùm em biết rồi đấy, ở trên mạng nó rất là nhiều. Mình cuộc sống nó phức tạp rồi, mình cũng phải luôn luôn ý thức được rằng là người ta đến với mình vì cái gì và mình có cái gì giá trị để mà người ta có thể đến với mình. Vâng, hy vọng rằng những chia sẻ của chuyên gia của chương trình sẽ giúp bạn trang bị thêm cho mình được một hành trang, một kỹ năng trước ngưỡng cửa cuộc đời của bạn. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Vâng, xin cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Và bây giờ thì chúng ta cùng mở đầu chương trình bằng một điện thoại gọi đến từ tỉnh Đắk Nông. Alo, xin chào bạn. Hello, trẻ tại Đắk Nông. Chào chị Đình. Vâng. Em năm nay 27 tuổi anh. Vâng. Em lập gia đình được 3 năm rồi. Vâng. Vợ em mới sinh cháu thứ hai á. Vâng. Được khoảng hơn 2 tháng rồi. Vâng. Bây giờ em lại sợ có bầu á. Vâng. Em muốn biết làm cách nào để sinh thai nào hiệu quả nhất hả anh? Vâng. Trước và sau khi vợ em sinh. Vâng. Em không được phản ứng nhiều anh. Vâng. Em cũng có thủ dâm nhưng mà không biết là về mặt tâm lý thì em không biết là em có lỗi với vợ hay không. Và em muốn hỏi là trong khi thủ dâm, trong quá trình đó em cũng vô tình quen được một người bạn. Vâng. Quen một người bạn gái. Vâng. Mỗi lần em thủ dâm là cô ấy đều gọi điện nói chuyện với em, bởi vì vợ em mới sinh thì vợ em về bên ngoại. Vâng. Nên là em ở nhà mình em hay liên lạc với cô đó. Vâng. Tức là em làm như vậy có sai lương tâm hay không? Tức là bạn và cái cô gái đó chỉ có nói chuyện qua điện thoại với nhau thôi, chứ đã gặp mặt nhau chưa? Chưa giờ, bởi vì qua điện thoại bọn em nói chuyện với nhau những câu rất là tế nhị và rất là thích, nên cô ấy rất thích. Thậm chí đêm qua bọn em đã thức trắng một đêm. Thế cơ à? Vâng ạ, thức trắng đêm, nhắn tin và nói chuyện điện thoại với cô ấy tới 7 giờ sáng nay luôn. Bây giờ chị Vũ Minh Phượng sẽ tâm sự với bạn. Ờ, chị chào em. Vâng ạ. Ừ, chúc mừng em đã có cháu thứ hai được 2 tháng rồi, đúng không? Thế và cũng chúc mừng em là em cũng rất là chăm lo sức khỏe cho vợ của mình ấy, là bằng cách cũng kiêng cữ quan hệ tình dục trước khi vợ đẻ, đúng không? Và cũng lại 2 tháng nữa rồi sau khi vợ đẻ, và bằng cái cách thủ dâm, đúng không ạ? Thế còn một cái cách mà tránh thai nữa, đấy là người vợ có thể đi đặt vòng này, rồi, hoặc là người vợ dùng thuốc tránh thai mà dùng cái loại thuốc tránh thai dành cho con bú ấy nhá. Ở Đắk Nông thì chắc là nó cũng có các cái trung tâm sức khỏe sinh sản ấy, thì nói vợ ra đấy hoặc là ra cái hiệu thuốc ấy, mua thuốc tránh thai, nhưng rất chú ý là thuốc tránh thai dành cho phụ nữ, cho con bú nhá. Đấy thì nói trao đổi với vợ thế. Thế còn còn nếu như mà em vẫn cứ băn khoăn lo lắng về cái chuyện là áp dụng tránh thai cho vợ bằng thủ dâm thì nếu như cái câu chuyện của em mà không có trao đổi với người bạn gái, một cái bạn nào đấy mà lại rất là hợp nhau, thì em hoàn toàn có thành tích với vợ. Thế nhưng mà cái bên cạnh đó thì lại là nảy sinh ra tình cảm với một cô nào đấy mà trong khi thủ dâm thì nó cứ như là một cái yếu tố làm cho mình hưng phấn, làm cho mình kích thích. Đúng rồi. Rồi chị hiểu. Em mới quen cô ấy được 2 tháng. Rồi chị hiểu. Và em rất là thích cô ấy, và từ cái chuyện thích đấy thì có thể cái này là tùy thuộc và em nhìn nhận. Nhưng nếu như nhìn ở bên ngoài, đứng ở bên ngoài nhìn nhận như chị, thì em đang là cái người nam giới mà biết chia sẻ với vợ, thì lại trở thành cái người mà mang lỗi với vợ, đúng không nào? Em đừng ăn năn trong chuyện này. À rồi, không sao cả. Thực ra thì trong cuộc sống
mình cũng có những lúc mà tình cảm nó bị dao động. Cái vấn đề chính là mình nhận được ra nó và mình dừng lại. Mình thấy nó là có nguy cơ đe dọa đến hạnh phúc của gia đình mình. Và với ngay cả bản thân mình cũng ăn năn, mình cũng cảm thấy là người mắc lỗi. Thế thì nó cũng không thoải mái một chút nào, đúng không nào? Thế rồi bây giờ làm em nghĩ rằng là em mắc lỗi với vợ em. Thế nhưng mà sau này nếu như em cứ duy trì cái tình cảm đó lâu dài, mặc dù rất là ảo, rất là qua điện thoại, thế nhưng mà sau một thời gian nữa nó lại tiến lên một bước nữa là lại có nhu cầu gặp nhau, và cái việc gặp nhau đấy nó lại là bất hợp pháp, đúng không nào? Và có thể lại đến lúc em phải nói lời không với cái cô bạn kia kìa, và lúc đấy em lại là mang lỗi một lần nữa với cái cô bạn kia, đúng không nào? Vì vậy thì nói với em sẽ chịu em tất cả. Em là một người nam giới, chị tin chắc rằng là rất là có tài và rất là dễ mến. Chị chỉ muốn nói rằng là cái chuyện mà có tình cảm mà mến nhau nó là bình thường, nhưng làm thế nào để kiểm soát được cái tình cảm của nó, và đâu là tổ ấm của mình, đâu là cái cần giữ, thì chị nghĩ rằng em là một người con trai có tài rồi, và lại có tình nữa, và lại có khả năng kiểm soát được cái tình cảm của mình để dừng lại đúng lúc nhá. Những cái gì nó chỉ là thêm một chút vào cái cuộc sống của mình để cho nó vui vẻ, nhưng sau đấy nó phải dừng lại để không ảnh hưởng đến cái hạnh phúc gia đình nhà mình, đúng không? Mình là chồng và bố của hai đứa con rồi nhờ. Thì chị chúc có rất là nhiều điều vui vẻ tốt đẹp đến với em, và làm thế nào để kế hoạch không chỉ ở trong khía cạnh sức khỏe sinh sản mà trong cả cuộc sống của em nó thành công nhá. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Vũ Minh Quyền. Xin chúc toàn thể ban biên tập chương trình có thật nhiều sức khỏe, luôn được nhiều bạn trẻ khắp cả nước mến mộ. Vâng, xin cảm ơn những lời chúc của bạn. Chúc bạn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nhé. Xin chào bạn. Cảm ơn bác sĩ Vũ Minh Phượng. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ Bắc Giang. Alo, xin chào bạn trẻ từ Bắc Giang. Vâng. Chị anh cho em đọc bạn hãy trình bày câu hỏi đi. Dạ, em quen người ấy được hơn một năm và yêu được một năm rồi ạ. Vâng. Nhưng mà mấy hôm nay em thấy anh ấy thay đổi, tại vì qua một lần em đã nói với người khác là anh ấy được quan hệ nhưng em không đồng ý ạ. Vâng. Bây giờ anh ấy giận dỗi em mà anh theo anh nên phải làm thế nào bây giờ ạ? À, anh ta đòi quan hệ tình dục với bạn đúng không? Và bạn không đồng ý. Anh ta dỗi bạn đúng không? Dỗi bao lâu rồi? Dạ, được tháng nay ạ. Một tháng nay thì anh có ta trong một tháng nay có liên hệ với bạn không? Không, lúc nào em nhắn tin thì nhắn lại. À. Bởi anh ấy thất vọng em quá. Thế chắc là bạn vẫn còn yêu anh ta, đâm ra thỉnh thoảng vẫn nhắn tin lại cho anh ta. Vâng. À thế à? Bây giờ bạn muốn chúng tôi tư vấn điều gì? Em có nên tiếp tục tình cảm này nữa không ạ? À thế à? Chị Nguyễn Thị Mùi sẽ tư vấn giùm bạn nhé. Chị chào em. Em chào chị ạ. Chị có để ý thêm một cái chi tiết này. Tức là em có nói với một ai đó về việc là anh ấy muốn quan hệ tình dục với em đúng không? Vâng. Em nói với ai thế? Em nói với bạn em, tại vì lắm lúc anh ấy nói mà có em ở gần đấy, cho nên anh ấy nói là anh ấy không còn tình cảm với em nữa, lại còn đùa nhau với những người con gái khác trước mặt em, không thèm để ý em, quay lưng sang đằng sau em lên sức. À thế hả? Tức là khi mà anh ấy rất là muốn quan hệ tình dục với em nhưng mà em không đồng ý này, thì anh ấy đã có những cái cách xử sự, ví dụ như là anh ấy nói rằng là anh ấy không để ý đến em nữa này, rồi anh ấy lại còn tỏ ra là thân thiết với những cái cô gái khác cái gì. Vâng. Và khiến cho em rất là bực, và chính vì thế thì em mới đi nói với một người về cái chuyện là anh ấy đòi quan hệ với em đúng không? Vâng. Và anh ấy nói anh ấy thất vọng chính là ở cái chỗ em đã đi nói với người khác cái gì? Vâng. Rồi. Và anh ấy yêu em nhưng mà chưa bao giờ chủ động dẫn em lên nhà chơi bao giờ cả. Đấy. Thế thì ở đây nó sâu chuỗi lại những cái vấn đề như này. Thứ nhất là anh ấy yêu em. Yêu là được một năm rồi, quen thì là hơn một năm nhưng yêu một năm. Thế và cũng chưa khi nào là đưa em đến gia đình cả đúng không? Vâng. Đấy là điều nhất. Thứ hai là khi mà mong muốn được quan hệ tình dục với em thì bị từ chối thì anh ấy đã có những cái phản ứng mà khiến cho em cảm thấy rằng là anh ấy không còn tình cảm với mình nữa đúng không? Vâng, anh ấy thất vọng với em quá. Rồi thất vọng là do em nói chuyện với người khác hay là thất vọng do em không đồng ý quan hệ? Anh ấy thất vọng với em nói chuyện với người khác. Anh ấy bảo là đấy, anh ấy em đừng nói ra câu như thế. Bây giờ người ta như thế người ta biết hết rồi. Anh không còn tin em nữa. Thế thì ở đây nó lại là chuyện khác, tức là do cái cách mà em bực tức đúng không? Ở đây có thể hình dung này, khi không được em đồng ý thì anh ấy cũng tỏ ra là không bằng lòng, và anh ấy muốn là để ý đến các cô gái khác, nó như là cái trêu tức ấy đúng không nào? Đùa bỡn với một số cô và khiến cho em có vẻ lo lắng. Thế nhưng mà khi em lo lắng như thế thì em lại phản ứng bằng cách là đi kể cái chuyện này ra đúng không? Đấy, thế là
cũng do là hai bên thôi, những cái cách ứng xử của mình nó đã đẩy cái sự việc nó đi đến những cái chiều hướng nó không được tốt lắm. Thế thì ơi, nhưng mà anh ấy bảo là lúc đó anh chỉ thử em xem như thế nào thôi, không phải em lại nói chuyện đó rồi đấy. Nhưng mà cái cách thử của anh ấy nó cũng không hay, đúng không? Tức là anh ấy lại đem, anh ấy thể hiện ra là anh ấy có tình cảm với những cô gái khác, rồi anh ấy trêu chọc vân vân và khiến cho em bực tức lên. Nhưng mà em cũng không bình tĩnh, đúng không nào? Bởi vì một cái chuyện một người nam giới người ta muốn quan hệ tình dục với mình, nó là một cái chuyện mà nó cũng rất là tế nhị, phải không? Thế mà mình lại đem, mình lại kể cho một người khác nghe. Nhưng mà thôi, mọi chuyện nó cũng đã xảy ra rồi. Có điều hiện nay là em vẫn còn có tình cảm với anh ấy và em muốn duy trì, có đúng không? Vậy thì em sẽ phải nói để cho anh hiểu cái điều đấy. Để cho bây anh... giờ em bảo em muốn gặp mặt anh ấy thì anh ấy cũng bảo là anh ấy không muốn, anh ấy muốn kết thúc và có thần thời gian, cho nên là anh ấy muốn em đi người khác. Rồi, ở đây là cái mong muốn của mình thì rất là cao, nhưng nó lại phụ thuộc vào phía anh ấy. Và đây cũng chính là cái tình huống để mà đo xem thật sự tình cảm của hai người với nhau là như thế nào em ạ. Tình yêu thì không phải lúc nào nó cũng thuận buồm xuôi gió đâu. Nhắn tin được hay không? Em nói như thế này thì chị nghĩ nếu anh nghe đài là anh ấy cũng nghe thấy. Thế vậy em cũng có thể nhắn tin nói rằng là em rất muốn gặp anh để chúng ta trò chuyện với nhau, cho nó thật là rõ ràng những cái suy nghĩ của em để anh biết được. Thế nếu anh ấy là một người mà yêu em nhé, thì anh ấy cũng đương chờ đợi cái cơ hội để hai người có thể gặp nhau và làm lành, em công nhận không? Thì mình cho bạn em anh ấy cứ chờ, tức em mới hướng lại khác làm em không phải chịu nổi, em nuôi tình cảm nhưng em rất đủ thân, nhưng sao anh ấy không đồng cảm cho em điều đó anh? Chỗ này thì em lại phải bình tĩnh để xem là vậy có phải là cái ứng xử của một người thật sự yêu mình hay không nhé. Người ta yêu thì người ta cũng có thể cảm thấy giận khi mà mình làm một cái điều gì đó, thế nhưng mà cái giận ấy nó không thể nào lại lấn át hết những cái tình cảm yêu thương trân trọng đối với cái người con gái mà mình yêu chứ, phải không? Và nếu người ta chỉ cố chấp, người ta chỉ nghĩ đến cái sự giận dữ của người ta, thì sau này trong cái cuộc sống yêu đương cũng như là vợ chồng, có phải lúc nào nó cũng thuận buồm xuôi gió đâu em. Nếu mà chỉ vì những cái mà tức bực mà xử sự không đúng thì cái người đó em lại phải xem là có xứng đáng với mình hay không nhá. Chị bây giờ em nên tiếp tục tình cảm nữa không hay là dừng lại hả chị? Thật sự nếu em rất yêu thì em nên đề nghị để có một cái cuộc trò chuyện cho nó hết nhẽ. Nhưng nếu em vẫn bị từ chối thì em cũng thấy rằng cái người đàn ông như vậy là một người rất cố chấp em ạ, nhé. Người ta là người khó hiểu chứ ạ. Em vẫn còn nghĩ rằng hình như anh ấy yêu mình. Nhưng nếu em nghĩ sang một khía cạnh khác là như này này, một người yêu mình thì người ta phải trân trọng, người ta phải yêu quý và người ta cũng phải xót xa khi mình buồn chứ. Người ta phải cảm thấy thương, trong tình yêu nó phải có tình thương. Khi mà người con gái người yêu mình và người ta đang cảm thấy bị tổn thương thì người ta cũng phải cảm thấy xót xa. Còn là đằng đây người ta chỉ có nguyên một cái chuyện giận dữ không thôi thì đấy là người đàn ông cố chấp em ạ. Chúc bạn luôn luôn gặp may mắn nhé. Xin chào bạn, cảm ơn chị Nguyễn Thị Mùi. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Thái Nguyên. Alo, xin chào bạn trẻ từ Thái Nguyên. Dạ vâng ạ. Vâng, câu hỏi của bạn là gì vậy? Em câu hỏi của em thì em muốn hỏi là năm nay có em của em đã 21 tuổi nhưng mà vòng đời của em thì nó chẳng phát triển gì, thì em muốn nhờ chương trình xem là có giải pháp gì để có thể Thế à, 21 tuổi mà vòng 1 chưa phát triển gì, thế còn các vòng khác thì có phát triển đều không? Anh ấy cũng có ạ. À thế à. Con bé cũng rất là xinh xắn, cao lớn, nhưng mỗi tội là vòng 1 thì nó chẳng có gì cả. Chẳng có gì á? Nó có rất là ít ạ. À có, nhưng rất là ít đúng không? Vâng, vì là cô bé cũng rất là no cho nên là chẳng biết làm thế nào mà đi bác sĩ thì nó lại rất ngại ạ. Bạn đang hỏi cho ai đấy? Là hỏi cho em gái ạ. À em gái. Bác sĩ Vũ Minh Phượng sẽ xem có cách nào cải thiện được vòng 1 hay không nhé. Chị chào em. Em là chị gái hả? Dạ vâng ạ. Thế em thì như thế nào? Dạ em cũng bình thường ạ. Tức là vòng 1, vòng 2, vòng 3 là đâu ra đấy đúng không? Vâng. Ngược lại lên trên thì mẹ và bà. Dạ mẹ em cũng bình thường ạ. À thế à, tức là chị muốn hỏi như thế để xem là nó có phải là giống mẹ với bà không ấy. Thực ra thì bà ngoại của em cũng mất từ khi chúng em còn nhỏ. Không biết. Em cũng... có lẽ là em cũng không hình dung được là bà ngoại như thế nào, nhưng mà em cũng không dám hỏi người khác cũng. Em có gia đình chưa em? Em có rồi ạ. À thế à. Thế khi em là con gái thì cái vòng 1 nó... Của em cũng bình thường ạ. À của em cũng bình thường. Như vậy là cô em gái của em là không giống ai cả ở trong nhà đúng không? Đôi khi nó cũng buồn, nó cũng hỏi tại sao nó chẳng có gì. Thì mỗi đôi khi nào mà chuẩn bị đúng ngày tháng thì nó mới hơi tức một chút ạ. Hơi tức và nó chắc là nó cũng cương lên một chút, đúng không? Thế em gái em có biết là bằng cách nào để cho nó to lên chưa? Thế thì nó cũng cứ hỏi là chẳng biết làm thế nào để cho nó lớn lên một chút ạ. Cho nó lớn lên. Chắc đây là muốn lớn lên một cách tự nhiên thôi, đúng không? Vâng, chứ không phải là đi phẫu thuật thẩm mỹ. Vâng, đúng không nào? Chắc em đã biết là có một cách lớn
lớn lên hoặc là giữ cho cái vòng một nó thật là đẹp bằng cách phẫu thuật thẩm mỹ thì mình có chọn biện pháp đấy không? Ừ, thực ra thì cũng chưa bao giờ nghĩ về chưa bao giờ nghĩ ấy. Chỉ muốn không biết là làm thế nào đấy, thế thì nó có một cách là thẩm mỹ, tuy nhiên rằng là cái mà phía sau của thẩm mỹ thì nó có cũng có nhiều, rất là nhiều vấn đề nhá. Thế còn lại thì như thế này, em gái em có gầy không? Em cũng bình thường ạ. Bình thường, tất cả là bình thường, chỉ có ngực nhỏ. Vậy bình tĩnh, nói là bình tĩnh. Cái thứ nhất thì có thể là về hình thức bên ngoài nó làm cho mình không được như các bạn khác ở cái vòng một nó nở nang. Thì cũng có thể bằng cái cách mà chọn những cái áo con ấy để khắc phục, gọi là cái hình thể, đúng không nào? Thế còn lại thực sự là muốn cho nó lớn lên thì có một cái cách nó mất thời gian lâu hơn, đấy là luôn luôn massage ngực ấy nhá. Massage ngực này, đặc biệt là ở cái đầu ti ấy, thì có thể ve ve, bởi vì ở đấy nó có rất là nhiều đầu dây thần kinh. Đầu ti của nó thì rất bình thường. Thế thì mình làm như thế thì nó sẽ kích thích và các cái nó có, sẽ kích thích ở vùng ngực ấy, và nó có thể là to hơn một chút. Và massage và cũng còn là dinh dưỡng và tập thể dục nhé, nhất là các cái động tác thể dục mà kéo ngực liên quan đến ngực ấy, thì nó làm cho cơ ngực lớn lên là một này, bồi dưỡng tức là giữ sức khỏe đẹp để cho cái lớp mỡ ở ngực ấy nó cũng hơn lên một chút này, thế và nó cải thiện một cách từ từ. Và có những người phụ nữ ấy, có những người con gái ấy, khi con gái hoàn toàn không có gì, nhưng đến khi mà có chồng hoặc là có em bé thì cái tuyến sữa nó phát triển thì ngực lại phát triển rất là thì em nhiều khi thì có thể là em cũng chưa nói bọn là cứ bình tĩnh đi, chắc đúng. Là khi nào lấy chồng thì chắc là nó sẽ có đúng. Thế nhưng mà liệu nó có ảnh hưởng gì không chị? Cái đó thì không, bởi vì bằng chứng khoa học là cứ khi mà có chồng, tất nhiên cái này thì cũng có những người phụ nữ là khi có bầu thì tuyến sữa nó kém phát triển, thế nhưng mà cũng đa số mọi người khi có bầu thì tuyến sữa nó phát triển mạnh và cái ngực nó sẽ rất là nở nang. Vì vậy em đóng vai trò một chị gái, một người bạn gái rất là tốt để đi cạnh em gái bây giờ, để cho em gái tự tin và không áp dụng những cái biện pháp mà có khi để lại hậu quả nhiều hơn nhé. Cảm ơn chị Hương Phượng, xin chào bạn nhé. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Tuyên Quang. Alo, xin chào bạn trẻ từ Tuyên Quang. Alo, em chào anh ạ. Vâng. Anh cho em hỏi là em với bạn gái em yêu nhau hơn 2 năm rồi anh ạ. Vâng. Thì tháng 7 vừa rồi em bị bỏng nửa da. Vâng. Bị bỏng hai chân hai tay, diện tích nó vào độ 3, bác sĩ bảo diện tích là 30% cơ thể. À thế à. Thì từ ngày đấy thì mới yêu, thì em muốn người yêu em thì người yêu em cũng vẫn bình thường, nhưng dần dần thì nó không được như lúc ban đầu em. Bây giờ thì sang năm nay thì nó càng ngày nó càng khoảng cách nó càng xa hơn ấy. Vâng. Em hỏi chương trình là xem tư vấn giúp em là xem em làm nào để em với người yêu em tiến lại gần nhau hơn nha. Bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay 25 ạ. À 25 tuổi. Tai nạn đó xảy ra cách đây lâu chưa? Từ tháng 7 năm ngoái ạ. Thì các vết thương đã lành chưa bạn? Vết thương bây giờ thì em đi lại được nhưng mà nó hơi khó khăn anh ạ. Đã quay trở lại công việc của mình chưa? Em chưa. À vẫn phải nghỉ ngơi chưa, à? Chưa đi làm được ạ. Các bạn có ở gần nhau không? Em với cô ấy thì cùng huyện nhưng mà khác xã. Chị Nguyễn Thị Bùi sẽ tâm sự với bạn. Chị chào em. Chào chị ạ. Trước hết là chị xin chia sẻ với em, bởi vì là mình đã bị một cái tai nạn và dẫn đến cái có những cái di chứng như hiện nay đúng không? Thế nhưng mà cũng lại thấy là rất là may mắn là mình cũng đã phục hồi lại tương đối rồi phải không? Vâng ạ. Thế nhưng ở đây thì nó liên quan đến vấn đề bạn gái của em. Vâng ạ. Em cảm thấy rằng là người yêu của em lạnh nhạt. Thì ở đây là em cảm thấy hay là thực sự nó có những cái như vậy? Thực sự như thế vậy ạ. Vì từ ngày em bị bỏng ấy, nằm viện được hơn tháng ấy, cô ấy cũng xuống chăm sóc. Và từ ngày em về thì về trên nhà thì khoảng cách lại xa dần này. Thì rằng nhà cô ấy thì khoảng thằng nó bị thế thì lấy làm gì ấy. Buồn lắm chị ạ. Thật sự là rất buồn. Vâng. Chị thì chị nghĩ trong trường hợp này cái cơ bản lại là ở phía cô gái này cơ nhé, tức là cô ta nhìn nhận cái vấn đề này như thế nào và cái tình cảm của cô ta dành cho em ra sao. Thì cũng có thể là cô ta có những cái băn khoăn nào đó, thế nhưng mà như em nói là nó lạnh nhạt thì cụ thể là cô đấy không đến thăm em nữa à,
hay là như thế nào? Vâng, gần đây chị ạ, tôi ra Tết cùng đến thăm đây ạ. Thế thì ở đây chị cũng thấy rằng nếu như mình rất là muốn là thể hiện được cái tình cảm của mình, cũng như là làm cho cô gái hiểu được những cái mong muốn ấy, thì em cố gắng liên lạc nhé. Đấy, cố gắng liên lạc để làm sao, hay là có thể ngoài cái cách mà, bởi vì không phải là ở xa lắm, thì ngoài cái cách liên lạc qua điện thoại, mình có thể thông qua những cái người bạn quen biết ấy. Các em chắc là có những người bạn quen biết chung đúng không? Đấy, trong trường hợp này em có thể thông qua những người bạn quen biết chung để thông tin với cô gái ấy, thể hiện những cái tình cảm của mình, những cái mong muốn của mình. Thế và nếu như cô gái đấy, và sau những cái phút nó gọi là dao động nhất định, thì cô gái đấy nhận ra được là cái tình cảm mà đã có giữa hai người và gìn giữ, quyết tâm thuyết phục gia đình, thì chị chắc chắn là cô gái đấy sẽ quay lại. Thế nhưng mà nếu bản thân cô gái này mà cũng đã bị dao động và không còn tin tưởng vào cái tình yêu của mình nữa, thì chị sợ là nó cũng hơi khó. Thì em có nhờ bạn em ấy like ra nhà cô ấy chơi, thì toàn là cô ấy đi làm rồi không ở nhà. Đấy thì mình đến nhà, nhưng mà cũng có thể em nhờ bạn để trao đổi trò chuyện với cô ấy, xem là thật sự cái suy nghĩ của cô ấy như thế nào. Chị nghĩ là có thể nói thẳng với em thì cô ấy không dám nói, nhưng mà có thể thông qua những người bạn thân, ví dụ là người bạn trai của em hay là người bạn gái của em mà, thì em cũng sẽ biết được thực sự cái tình cảm của cô ấy là như thế nào. Và trong trường hợp này thì chị thật sự chia sẻ với em về những cái khó khăn mà em đang gặp phải, và nó cũng cần một cái sự cứng cỏi, một cái ý chí vươn lên ở mình, trước hết là để cho mình khỏe mạnh, mình có thể hòa nhập lại được với cuộc sống nhá. Cái đấy mới lại là cái điều quan trọng nhá. Chị chào em. Vâng, xin cảm ơn chị Nguyễn Thị Bùi, xin chào bạn nhé. Chúc bạn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và trong tình yêu. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Vĩnh Phúc. Alo ạ. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của em muốn đưa ra là bạn của em nó cứ hỏi là vì sao ngày xưa chị bỏ chồng em đi lấy chồng ấy ạ. Em bảo luôn là ngày xưa là chồng em có chồng bạn ấy có hay có tính hay ghen ấy ạ, nhưng mà nói bạn ấy bảo không tin. Chắc là anh chị thế nào không, em bảo là một khi tôi mà đi lấy chồng rồi thôi bạn đừng điện cho tôi, nhưng bạn ấy cứ suốt ngày cứ điện đến cho em ấy ạ. Thế à, tóm lại là ngày xưa bạn và chồng của cô ta thì đã yêu nhau đúng không? Vâng ạ. Sau đấy thì hai người đã chia tay và bạn đi lấy chồng. Vâng, và anh ta cũng lấy vợ. Bây giờ cái cô vợ của anh ta là muốn tìm hiểu tại sao ngày trước hai anh chị lại chia tay nhau đúng không? Vâng ạ. Thế à. Và bạn cũng mong muốn là lý giải cho cô ta, nhưng cô ta chưa tin. Vâng ạ. Vâng, chị Nguyễn Thị Mùi sẽ tâm sự với bạn nhé. Chị chào em. Dạ vâng, em chào chị ạ. Có lẽ cái băn khoăn nhất bây giờ em chính là làm thế nào để cho cái cô vợ của người yêu cũ đấy đúng không? Là tin em và sẽ không gọi điện đến như gì đúng không? Vâng vâng ạ. Ở trong cái trường hợp này thì chị nghĩ là này những cái người mà đến sau ấy thì đôi khi cũng hay có những cái băn khoăn em ạ. Đấy, không biết là tại sao ngày xưa chồng mình đã yêu cái người đấy hay là vợ mình đã yêu cái người đấy mà rồi hai người lại không lấy nhau. Thế rồi từ cái băn khoăn như thế thì đôi khi cũng có thể có những cái lo lắng. Đấy, có những cái lo lắng là không biết là bây giờ người ta có tình cảm gì với nhau không. Thế và chính từ những cái băn khoăn hay lo lắng thế thì đôi khi cũng lại hay là có những cái cách tìm hiểu thông tin. Và trong trường hợp này cái việc mà cái cô đấy gọi đến cho em, chị đoán chắc là nó cũng là một cái cách để tìm hiểu thông tin như vậy. Nhưng mà vô hình chung thì cô lại làm ảnh hưởng đến cái cuộc sống của mình đúng không em? Vâng. Trong trường hợp này thì có lẽ là nếu như em thấy rằng là nó có ảnh hưởng đến cái cuộc sống gia đình nhà mình thì em nên nói một cách nó rất là thẳng thắn và dứt khoát với cái cô bạn đấy. Vâng, em nói rất nhiều lần rồi mà. Và ở đây là yêu cầu không gọi điện thoại nữa. Thế còn cái chuyện mà này cái tính hay ghen hay là không đấy, thì nhiều khi là cũng có thể ngày xưa khi mà yêu em thì cái anh ấy anh biểu hiện như vậy, nhưng mà bây giờ anh ấy yêu và lấy cái cô sau này thì anh lại không có những cái biểu hiện như thế. Cho nên là đôi khi người ta chỉ cần nói một cách rất là đơn giản là cũng có thể là anh chị thì đã có duyên với nhau nhưng mà không có phận, hay là nó cũng như là duyên số thôi. Bây giờ em đã lấy anh ấy rồi và chị nghĩ là cái điều quan trọng là làm thế nào để em xây dựng hạnh phúc gia đình em nó ổn thỏa. Và nếu như em còn có cái băn khoăn gì nữa ấy, thì em nên trao đổi thẳng với chồng em. Còn với gia đình nhà chị thì em cũng đừng gọi điện thoại nữa. Mình nói một cách nó rất là thoải mái, chân thành như vậy. Cùng nàng em ở đầu làng, còn chồng cô đấy ở cuối làng mà. Thế à?
Ờ thế thì nếu ở cùng làng thì nếu mà lúc nào đấy chị em mà có dịp gặp nhau thì nói chuyện một cách cho nó đến đầu đến đuôi đi. Bởi vì điện thoại thì nó là một cái phương tiện giao tiếp, nhưng mà nhiều khi nó cũng không phải là một cái giao tiếp mà nó có tính trực tiếp đâu. Cho nên là em cũng có thể trực tiếp nói chuyện với cô đấy một cách cho nó rành rõ, để cho cô đấy không có những cái cách mà làm phiền đến gia đình nhà mình nữa nhá. Vâng, xin cảm ơn chị Nguyễn Thị Mùi, xin chào bạn, chúc vợ chồng bạn hạnh phúc. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Nam Định. Alo ạ. Chồng em không may thì bị ngã xe và bị khâu. Và trước khi ấy thì tiêm cho chồng em thuốc uốn ván ạ. Vâng. Chồng uốn ván và chồng em uống thuốc kháng sinh thì trong thời gian đó vợ chồng em muốn có em bé thì chồng em uống thuốc được một ngày rưỡi thì nghỉ ạ. Và hai hôm sau thì vợ chồng em quan hệ thì hiểu là bây giờ em thử quay thử thai là phải là có thai rồi, thì em muốn hỏi bác sĩ là nếu như vậy thì em bé có thể làm sao không ạ? À, tức là không phải bạn là người uống thuốc kháng sinh mà là chồng bạn là người uống thuốc kháng sinh đúng không? Dạ vâng. Chồng bạn thì bị tai nạn có nặng không? Dạ, chồng em thì nói chung mình đã xem, nói chung là không đến nỗi nặng lắm. Vâng. Và chắc chắn là cũng không nặng lắm, đâm ra là hai ngày sau thì hai vợ chồng đã có quan hệ tình dục để đến kết quả là có thai bây giờ đúng không? Chị Vũ Minh Phượng, bác sĩ của chương trình sẽ tâm sự với bạn nhé. Dạ vâng ạ. Ừ, chị chào em. Dạ vâng ạ. Băn khoăn lo lắng của em là không biết là chồng mình ấy sau một đợt vừa dùng kháng sinh này, vừa dùng thuốc tiêm phòng uốn ván đúng không nào? Dạ vâng. Sau 2 ngày sau thì là có quan hệ, và rồi tiếp theo đó là mình phát hiện được là mình có em bé đúng không dạ nào? Vâng. Thế thì cái việc mà có ảnh hưởng hay không ấy, thì nếu như mà là em mà dùng kháng sinh thì đáng lo ngại hơn là bởi vì cái thai nó đã vào trong em. Thế còn cái việc mà dùng kháng sinh với cả kể cả thuốc uốn ván nhá, với chồng mà lại còn cách sau đấy 2 ngày, tức là cái thời gian đào thải của thuốc ấy nó cũng đã đi rồi. Thế cho nên là cái việc ảnh hưởng đến ảnh hưởng trực tiếp đây là đến cái tinh trùng ấy, để mà nó ảnh hưởng đến cái thai thì nó có thể nó như là rất rất là ít hoặc là không có. Vì vậy từ bây giờ là mình chăm chút vào cái việc mà nuôi dưỡng em bé với trong thai và sức khỏe và ăn uống cho mình nhé. Bạn đã nghe rõ gì chứ? Dạ, vâng. Chúc các bạn có sức khỏe thật tốt và có một em bé trong thời gian tới mạnh khỏe. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Hưng Yên. Alo, xin chào bạn trẻ từ Hưng Yên. Vâng, em chào anh ạ. Vâng, câu hỏi của bạn là gì vậy? Dạ vâng, câu hỏi em là em người khuyết tật ạ. Vâng. Em một con bé thì cũng là từ tỉnh Nghệ An ạ. Vâng. Chúng em yêu nhau thì cũng được hơn 1 năm rồi, thì bây giờ cô ấy có bầu, cô ấy muốn phá. Vâng. Bây giờ em trở thai rồi, em là người khuyết tật, bây giờ cô ấy bắt em về ra mắt thì cũng rất là khó thử cho em vì em tự ti quá. Vâng. Nhưng mà bố mẹ em thì bảo cô ấy có thì cũng bảo là nếu mà cô ấy có thì cứ để giữ, nhưng mà cô ấy không muốn giữ. À thế à. Vâng. Thì chúng em muốn có con thì về thì chúng em thì em yên tâm nên em không tự ti nữa, thì còn nếu yêu em thì hãy giữ nó, nhưng mà cô ấy không muốn giữ. Cô ta có thai với bạn trong cái hoàn cảnh nào đấy? Dạ, chúng em đi làm may thì chúng em đi chơi yêu nhau thì đi chơi nhau thì quan hệ với nhau ở trong hoàn cảnh bọn em đang trong làm thời gian làm may ạ. À thế à? Bạn nói là bạn là bị người khuyết tật, thì khuyết tật về em bị cái chân ạ. Tức là khuyết tật vận động à? Vâng ạ. Cả hai chân hay một chân? Một chân thôi ạ. Thế à? Tức là bị liệt một chân? Vâng ạ, bị liệt một chân trên chân ạ. À thế à? Và bây giờ bạn rất là tự ti khi mình là cái người khuyết tật như thế và không dám ra mắt gia đình bạn gái đúng không? Vâng ạ, đúng mặc rồi. Dù là bạn gái thì chắc cũng rất yêu bạn, đâm ra cả hai người đã có quan hệ tình dục với nhau. Dạ vâng ạ. Chị Nguyễn Thị Mùi, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tâm sự với bạn nhé. Ừ, dạ, chị vâng chào ạ. Em chào em chị ạ. Thế là cô gái hiện nay là muốn em về nhà cô đấy để ra mắt và sau đó là sẽ tiến những cái bước tiếp theo đến hôn nhân đúng không? Vâng ạ. Ừ, thế cái thai thì được bao nhiêu lâu rồi em? Bọn em được một tháng rồi ạ. À, được một tháng đúng không? Vâng, cô đang nghén ạ. Ừ. Cô ấy sợ vì mệt nên cô là không dám để nữa, cô bảo bỏ ạ. Thế à? Ừ, có lẽ riêng về cái điều này thì sẽ lại phải trao đổi nó kỹ hơn đối với cô ấy đấy, bởi vì là còn nếu mà mình muốn là người vợ rồi người mẹ mà thì đã có thai nghén thì bao giờ nó chẳng mệt đúng không? Thế dạ thì vâng. Ừ, thế nhưng mà về cái chuyện này đấy thì chị nghĩ là này đúng là khi mình có một cái khiếm khuyết gì đấy thì mình cũng hay có mặc cảm và mình cũng băn khoăn. Thế nhưng mà chị lại thấy là em có rất nhiều những cái điểm mạnh, ví dụ như là em vẫn đi làm được đúng không nào? Vâng. Ừ đấy, mình vẫn đi làm. Chị thấy rất là nhiều bạn có thể là bị khuyết tật, ví dụ như là một tay bị làm sao này hay một chân bị làm sao này, thế nhưng mà các bạn ấy lại vẫn rất là cảm thấy yên tâm, là bởi vì sao? Vì các bạn ấy cũng vẫn là một người quan trọng, là mình có cái tư tưởng nó rất là mạnh mẽ, cái tinh thần nó rất mạnh mẽ, mình vẫn có thể đi làm được này, mình vẫn có thể cùng với vợ hay là với chồng này xây đắp một cái gia đình hạnh phúc, thì cái đấy mới là những cái yếu tố quan trọng em ạ. Thế các em nếu đã yêu nhau nhá và đã quyết tâm đến với nhau và nó thể hiện ở chỗ là mình đã quan hệ tình dục rồi, có thai rồi đúng không nào,
thì đúng mình rồi. Lại phải thể hiện được cái tinh thần cứng cỏi của mình, cái khả năng để mà có thể trở thành người chủ gia đình để cùng với vợ nuôi dạy con cái, đúng không nào? Nhá. Ừ. Thế thì mà, em có nói em có thai không mệt, cô bảo em không thể đủ sức khỏe để có bầu nên em muốn phá, cô bảo thế thì em mới thì em chán nhưng mà bây giờ bố mẹ anh cũng 26 tuổi rồi, 26 năm 27 rồi thì cái người như anh thì cũng là rất là khó lấy vợ ấy, thì bố mẹ một tâm nhắm được gia đình, một tâm nhắm được cô ấy nên là em rất là khó xử. Ở thế này này, trước hết là chị thấy cái việc yêu nhau nó là tự nguyện của hai người, và từ chỗ yêu nhau đến chỗ lấy nhau nó cũng lại là một cái việc cam kết và tự nguyện rất là cao. Thế thì cái chính ở đây lại là vấn đề cô đã sẵn sàng cho cái cuộc sống hôn nhân hay chưa nhá. Và khi đã sẵn sàng như thế thì người ta sẽ có thể vượt qua những cái khó khăn về mặt sức khỏe cũng như là những cái điều kiện khác. Còn về phía em thì chị nghĩ là như này này, có lẽ em nghĩ là vì mình quá khó lấy vợ cho nên em đương cố gắng làm sao để thuyết phục để có thể lấy được cô này, đúng không? Đúng rồi ạ, vâng. Cái này lại là cái mà có lẽ mình phải bàn bạc và xem xét lại nhá. Bởi vì là chị thấy nhiều người có thể khuyết tật nhưng người ta vẫn rất đàng hoàng và có thể lấy được những người vợ yêu thương người ta thật lòng và rất là tự nguyện đến với người ta, chứ không phải nằm trong một cái tình trạng mà nó có tính là mình phải nó hơi quỵ lụy hay là cố viết gì cả em ạ. Nhá. Cho nên chính em lại phải lấy lại cái tinh thần của mình chỗ này và làm thế nào để trao đổi với cái cô gái đấy để xem cô ta có thật sự yêu mình không, có sẵn sàng trở thành vợ của mình không nhá. Cái đấy mới quan trọng. Thế còn nếu như cô ta nhất quyết là cô ta vẫn muốn phá thai thì cái việc mà ra mắt chị nghĩ lại chưa chắc đã phải là một cái việc cần thiết ngay bây giờ đâu nhá. Thì cái này là hai em phải bàn bạc kỹ lại với nhau và em phải xem xét được là cái tình cảm của cô ấy với mình thế nào. Và điều quan trọng nhất chị muốn nói với em là em hãy tự tin vào chính bản thân mình nhá. Khi mình tự tin thì mình mới có thể là có được một cái tình yêu nó thật sáng suốt và lành mạnh em ạ. Toàn xin cảm ơn chị Nguyễn Thị Mùi, xin chào bạn và chúc bạn luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và tình yêu. Thưa các bạn, bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ Sóc Sơn, Hà Nội. Cảm ơn em, chào anh ạ. Vâng, câu hỏi của bạn là gì? Vâng, em muốn hỏi chương trình là vợ chồng em hiện nay đang áp dụng cái biện pháp tránh thai là xuất tinh ngoài âm đạo ấy ạ. Nhưng vâng. Mà em lại nghe có người nói là cái biện pháp đấy thì nó không tốt cho sức khỏe của chồng về sau này. Em vâng. Muốn nhờ chương trình tư vấn cho em ạ. Các bạn lấy nhau lâu chưa? Dạ, em lấy được nhau được 6 năm rồi ạ. Thế à, có mấy em bé rồi? Dạ, có một ạ. À thế à, và trong 6 năm nay thì đều áp dụng biện pháp tránh thai là xuất tinh ngoài âm đạo? À, dạ, trước đây thì em cũng hay dùng cái viên thuốc tránh thai nhưng mà khoảng độ 25 trở lại đây thì em không dùng nữa. À thế à. Làm biện pháp đấy ạ. Có tốt không? Đã bao giờ bị nhỡ kế hoạch chưa? Dạ chưa ạ. À thế à. Chị Vũ Minh Phượng, bác sĩ của chương trình sẽ tâm sự với bạn nhé. Dạ vâng ạ. Ừ, chị chào em. Vâng, em chào chị ạ. Thế hai vợ chồng định kế hoạch đến năm nào thì có con? Có dạ, con em thứ còn phải khoảng 1-2 năm nữa để cái em muốn học xong đã. À, định 1-2 năm nữa đúng không? Thế thì như thế có nghĩa là vợ chồng lấy nhau 6 năm rồi này. Thế và có một em bé, sau đấy thì là em cứ phải dùng thuốc tránh thai, đúng không? Thế sao không dùng tiếp thuốc tránh thai lại chuyển sang phương pháp khác? À, bởi vì là dạ em cũng cảm thấy là cái nội tiết của em nó thay đổi đấy. Thế thì rất là chúc mừng các em, tức là tất nhiên là có cả sự phối hợp của chồng đúng không? Đã chuyển sang một biện pháp khác. Chứ còn biện pháp tránh thai nào thì cũng có cái tác dụng phụ của nó. Tuy nhiên cái tác dụng không mong muốn của cái việc mà xuất tinh ngoài âm đạo ấy thì nó lại là như thế này, cái khả năng mà tránh thai thì nó không cao. Tuy nhiên thì bọn em lại rất thành công bởi vì 2 năm áp dụng biện pháp đấy rồi mà không có em bé, đúng không nào? Thế nhưng mà bây giờ lại nghe quanh quanh người ta nói rằng là sau đấy thì sợ rằng là ảnh hưởng đến chồng. Thế thì cái đó cũng lại là cái mà chưa có cơ sở khoa học. Bởi vì và để mà biết được rằng là nó ảnh hưởng thì ảnh hưởng như thế nào, ảnh hưởng về mặt cơ thể, tức là cái chuyện mà sinh lý của nó là có cái hiện tượng có nhu cầu sau đấy là phải xuất tinh ra thì cái chu kỳ đấy, cái sinh lý đấy là hoàn toàn thực hiện được. Thế còn lại có thể là ảnh hưởng đến yếu tố tâm lý. Thế thì chị nghe câu chuyện của em thì chị nghĩ là chắc về khía cạnh tâm lý không ảnh hưởng, cho nên ông chồng em đã rất là hỗ trợ, đã rất là cùng mình trong cái việc tránh thai là áp dụng cái xuất tinh ngoài âm đạo 2 năm. Và chị nghĩ rằng tiếp tục thêm 2 năm nữa theo kế hoạch của em đặt ra ấy thì hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến chồng em đâu. Và đấy là một cái biện pháp nếu mà vẫn giữ được là không có thai thì nó rất là tốt cho cả hai vợ chồng nhé. Bạn đã nghe rõ rồi chứ? Vâng, vâng. Chúc các bạn hạnh phúc nhé. Cảm ơn chương trình ạ. Vâng, chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Phú Thọ.
Alo, Phú Thọ đâu ạ? Alo. Vâng, câu hỏi của bạn là gì? Câu hỏi của em là em có em người con gái đến 2 năm. Vâng. Và trong 2 năm đó thì bọn em có tình cảm nhau rất là thảm thiết. Vâng. Nhưng mà đến tháng 2 vừa rồi này thì cô gái lại bảo là hãy quên em đi. Vâng. Em đã có người khác rồi, em cảm thấy là em hỏi vì sao như thế thì cô ấy bảo là vì chúng mình không hợp nhau nên chia tay. Thế à? Hợp tốt nhất. Vâng. Và em trong khi đó em vẫn còn có tình cảm với cô ấy. Thế à? Em hỏi thế lý do tại sao năm nay em thay đổi thế? Vâng. Cô ấy chỉ nói một câu ngắn gọn là vì chúng mình không hợp nhau. Vâng. Tức là các bạn đã yêu nhau 2 năm rồi đúng không? Vâng. Vâng. Bạn năm nay bao nhiêu tuổi? Năm nay 30. À, 30 tuổi. Và cô ta cũng ở Phú Thọ cùng bạn à? Nam Định. À, thế à? Thế làm sao mà các bạn lại quen nhau? Vì bọn em quen nhau, trước đây bọn em quen nhau do tình cờ em gọi nhầm cháu cô ấy. À, thế à? Hai tỉnh xa như thế thì có hay thường xuyên gặp nhau hay không? Thỉnh thoảng vẫn gọi điện và nhắn tin cho nhau. Gặp nhau thì một em vì điều kiện đường xa xa xôi nên chưa gặp nhau, chỉ có nhắn tin và gọi qua điện thoại thôi. Tức là chưa gặp nhau bao giờ trong 2 năm vừa rồi? Vâng. Ồ thế à, vui nhỉ. Thế bạn cũng không có ý định là sẽ gặp cô ta à? Ừ, em vẫn có ý định nhưng mà cô ấy bảo là chia tay. Với một chàng trai mà quen nhau, yêu nhau 2 năm mà chưa có ý định và chưa có cái mong muốn là được gặp người yêu của mình thì cũng kể ra cũng hơi lạ. Chị Nguyễn Thị Mùi sẽ tâm sự với bạn nhé. Ừ, chị chào em. Vâng, em ừ, chào chị. Ừ, chị nghe giọng em rất là buồn. Dạ, hai năm mình xây đắp một cái mối tình và mình nghĩ là nó rất là đẹp đúng không? Vâng. Đến cái lúc mà mình chuẩn bị để gặp gỡ, hy vọng là nó sẽ tiến lên một cái bước gì đó thì bỗng nhiên mình lại nhận được một cái tin, nó chẳng vui một tí nào đúng không? Vâng. Ừ, thế nhưng lúc mà... Lúc em bảo là... Đến hôm qua thì em gọi điện cho cô ấy, em bảo là em vào. Ừ. Thì cô ấy bảo anh không nên vào nữa, chúng mình nên chia tay nhau đi. Ờ. Hay là em hỏi lý do vì sao nó, vì em đã có người yêu mới rồi. Ừ, đấy. Hay là em hỏi ấy, vì sao em lại thay đổi đột ngột như thế, và là chúng mình không hợp nhau. Ừ. Từ trước đến nay thì mình chưa có một cái đề nghị là gặp nhau bao giờ à? Và đây là lần đầu tiên à? Ừ, từ trước đến nay thì em cũng có đề nghị 2 lần, nhưng mà cô ấy bảo là cái lần thứ nhất thì cô ấy bảo là anh... Em không muốn gặp anh nhưng mà dạo này em bận công việc. À rồi, đấy, thế là lần thứ nhất này. Thế lần thứ hai thì như thế nào? Lần thứ hai thì cô ấy bảo là em lại bận về bên ngoại. À lần thứ hai thì bảo là... Thế là em nghĩ là chắc là cô ấy chỉ biết lý do không muốn gặp em mà thôi. Ừ rồi rồi, đấy. Chị muốn hỏi lại như thế. Bởi vì chị thấy yêu nhau những 2 năm mà mình chưa gặp nhau thì nghe nó cũng hơi đặc biệt một chút. Thế nhưng thực sự là em muốn gặp cô đấy chứ không phải là không. Và... hai cái lần trước thì cô ấy đều đưa ra những cái lý do, và chính em cũng mường tượng ra là hình như là cô đấy viện lý do thôi đúng không nào? Vâng. Ừ, thế thì đến lần thứ ba này thì cô đã nói rất là rõ ràng rồi là cô đấy muốn chia tay. Thế thì chị sợ là này đôi khi thì do là gọi nhầm ấy thì dần dần nó cũng có thể là nói chuyện với nhau qua điện thoại rồi cảm thấy là cũng vui vẻ rồi cũng quý mến nhau nên là có thể nói chuyện, nhưng mà thật sự muốn thiết lập một cái mối quan hệ nào đó thì chị sợ là về phía cô gái này chưa sẵn sàng đâu, đúng không? Vâng. Bởi vì thực tế là nếu như cô ấy muốn thiết lập một cái mối quan hệ nào đó nó rất là vững chắc và có cơ sở thì cô ấy phải đồng ý với em để gặp mặt chứ, phải không? Bởi vì vâng. cái chuyện nói chuyện với nhau qua điện thoại làm sao mà hết nhẽ được, có thể biết được là ở cụ thể anh ấy là người như thế nào vân vân, phải không nhá? Vâng. Thế thì trong trường hợp này nó cũng hơi buồn ở chỗ là mình thì rất là hy vọng, mình thì rất là tin tưởng. Nhưng mà về phía cái người con gái này, có lẽ là người ta cũng chưa đặt vào đây những cái sự cam kết gì lớn cho cái tình cảm này em ạ. Vâng. Nhớ. Vâng. Rất là tiếc đối với em. Nhưng mà chị cũng rất muốn nói với em rằng là có lẽ cái phương tiện, những cái phương tiện thông tin như là điện thoại này, như là mạng vân vân này, nó chỉ là những cái cơ hội ban đầu cho sự gặp gỡ của chúng ta thôi. Còn nếu như muốn thiết lập các cái mối quan hệ, có lẽ sẽ phải cố gắng làm sao nhanh chóng chúng ta có được cái giao tiếp trực tiếp để chúng ta hiểu nhau hơn em nhé. Bạn đang nghe rõ rồi chứ? Thế nhá, chị chào em. Và cảm ơn bạn đã gọi đến chương trình của chúng tôi. Cảm ơn chị Nguyễn Thị Mùi.